Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong khuôn khổ video hôm nay á, mình sẽ chia sẻ chúng ta giống như là một cái lời tri ân để mình chia tay cái biến tần CKTX 2.4 và cái ắc quy màu đen đen bên kia. Mình trong video trước á, mình đã thanh lý, mình đăng thanh lý và mình đã bán được hai cái biến tần và cái ắc quy này rồi. Thì mình sẽ có một cái đôi lời giống như là tri ân cho cái biến tần này, vì dù sao nó đã gắn bó với mình cách đây cũng đã 2 năm rồi. Biến tần 2 năm và các quy kia 1 năm rưỡi. Mình thanh lý chỉ cái giá 8 triệu thôi, rất là rẻ luôn. Nếu mình có điều kiện là mình sẽ không bao giờ mình thanh lý, nhưng do mình cần nâng lên cái hệ 48, mình cần thu hồi vốn để mình nâng cấp thêm, cho nên là mình đã bán cho một bác khách. Mình đã mua ở đây một cái biến tần Somri 48V rồi, nhưng mà chưa có các quy để mình sử dụng. Ở đây mình sẽ quay nhanh chúng ta nha. 6200W là công suất nè. Đấy, MPPT nè. 110A hỗ trợ tới 6000W pin. Đấy. Sử dụng như thế nào mình chưa biết luôn. Nếu mà 6200W pin thì mình 6200W thì mình đã dựa vào công suất đó mình sẽ tính ra được là có thể là sử dụng được cả 2-3 cái bếp từ thoải mái luôn. 3-4 cái máy lạnh là vô tư. Bởi vì cái biến tần CKTX của mình á, mặc dù á là nó chỉ 24V và 2400W thôi, nhưng mà mình sử dụng cả gia đình mình luôn, hai cái máy lạnh, đang sử dụng hai máy lạnh, chạy máy giặt bình thường nha. Tivi, tủ lạnh rồi quạt đèn, nói chung tất cả các thiết bị điện trong gia đình mình, miễn sao đừng vượt quá 2400W là ok. Thì sẵn đây mình chia sẻ chúng ta luôn, nếu mà chúng ta sử dụng các biến tần thì bắt buộc chúng ta ít nhiều phải có kiến thức về năng lượng mặt trời. Nếu chúng ta không có thì nó sẽ rất là nhanh hư. Ví dụ như bất cứ cái biến tần nào là cái điều bắt buộc chúng ta không được phép vi phạm, đó chính là vượt quá công suất, nó sẽ chết công suất đó. Đa số là cái biến tần ta hư là do chết công suất, nghĩa là chúng ta không kiểm soát được cái lượng điện mà chúng ta tiêu thụ, dẫn đến là chúng ta sử dụng quá công suất. Ví dụ như là nó chỉ 2400W thôi mà chúng ta sử dụng hơn 2400W thì chắc chắn biến tần nó sẽ không bền được. Còn riêng bản thân mình thì mình đã tính toán rất là kỹ rồi. Ví dụ như là nếu chúng ta đang sử dụng hai cái máy lạnh như thế thì chúng ta không được sử dụng biết từ còn nếu mà chúng ta sử dụng biết từ thì chỉ được sử dụng một cái máy lạnh thôi chẳng hạn như thế. Đó là cái quy định và tất cả các thành viên trong nhà phải biết điều đó. Ví dụ muốn sử dụng bằng ủi thì phải xem coi là cái máy lạnh có bật hay không. Nếu máy lạnh bật thì tắt, ta tắt đi, chúng ta hãy sử dụng bằng ủi. Đó là như vậy. Thì trong 2 năm vừa qua mình đã sử dụng rất là ổn. Hôm nay thì mình làm video này để chia tay em này, để mình có một cái em mới, và trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái biến tần Somri đó. Thì đó là một số cái vấn đề mà mình cần nói chúng ta trong khuôn khổ video này, cũng như là một số cái kinh nghiệm. Anh em nào mà chúng ta có theo dõi cái kênh mình á, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều video mình nói về biến tần CKTX này. Với cái biến tần này thì chúng ta sử dụng các thông số cài đặt như thế nào, rồi một số cái lỗi như thế nào, thì mình đã có rất là nhiều video chúng ta có thể là xem trên kênh của mình. Đây là cái ắc quy 24V 100A mình đã thanh lý với cái biến tần này, giá 8 triệu rất là rẻ luôn. Mình cần thu hồi vốn, chứ nếu không thì mình không có thanh lý với cái giá đó đâu, cũng rất là tiếc. Ngày xưa mình mua tầm 15 triệu mà bây giờ mình thanh lý chỉ có nửa giá, có 8 triệu thôi. Nhưng mà thôi, chơi là vì đam mê nha, chơi vì đam mê chứ không phải vì tiền. Ngày xưa mình chơi từ cái hệ nhỏ, mình không có kiến thức gì về năng lượng mặt trời cả. Mình chơi từ cái hệ nhỏ xíu thôi, một vài tấm pin 100W, sau đó là gắn một xua 30A, một cái kích điện 500W, sử dụng vài cái bóng đèn chơi vui. Lúc đầu thấy rất là hiệu quả, rồi sau đó là mình sẽ nâng dần, và đến thời điểm gần đây mới sử dụng được cái con CKTX 2.1 đó, là cách đây 2 năm đó, và sử dụng mình thấy rất là hiệu quả, cho nên mình nâng cấp lên cái hệ 48V để sử dụng ba cái máy lạnh nè, rồi bếp từ, nói chung là tất cả các thiết bị điện trong gia đình mà không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán gì cả. 6200W là con số rất lớn, gần như là tất cả các thiết bị điện chúng ta dùng một lúc vẫn được luôn. Đó là lý do mình nâng cấp lên. Với lại là mình muốn trải nghiệm 24V mình trải nghiệm rồi, 12V mình trải nghiệm rồi, 24V mà những cái kích inverter lẻ mình cũng đã trải nghiệm rồi, cho nên hôm nay mình muốn là sử dụng cái hệ cao nhất là 48V để xem nó như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.